đào Echo. Đào này để mình nói chung nó còn khá là đẹp nha. Lốc máy em nói là nó rất là mới. Cái lốc máy rất mới. Từ ngoại hình của nó thì ví dụ như chỗ này các cái miếng ở trên này nó bị gãy. Miếng màu trắng 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 ấy mọi người. Đó. Này cái cò nó đúng không ta? Cái cò nó cũng bị gãy nhưng mà vẫn còn bóp được. Nó gãy một đoạn đó, vẫn còn bóp được. Tay thì vẫn còn nguyên. Mà lọc máy con này nó bời xinh như mới luôn vậy. Đó. Chế con này. Đó. Ốc hàm lam thì em gắn vô cho. 362 Inzaban. Chạy xích 91 nha mọi người. 91. 91 hay là xích lỗi gì này. Cái chuông của nó khế to nha. Bộ trắng tinh. Bù nó sao em thấy nó mắc cái ốc là ốc bù bù không biết sao nhưng mà hơi nó cứ chắc nịch luôn, hơi nó chắc nịch. Nó chắc lắm luôn, chắc như bắp. Cái đầu này em để cho 1 triệu nha. Đó, 1 triệu không bao ship, màu cam màu rất là đẹp luôn. 1 triệu nha, không bao ship.